Hiện nay có nhiều đối tượng lợi dụng điện thoại, mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau đây là tổng hợp 9 thủ đoạn lừa đảo còn lại. Chuyển tiền nhầm, ép dây nợ, chuyển tiền vào tài khoản nạn nhân, sau một thời gian thì yêu cầu trả tiền như một khoản vay và đóng lãi. Hack Facebook, Zalo để mượn tiền, chiếm quyền đăng nhập Facebook, Zalo, nhắn tin cho bạn bè, người thân mượn tiền. Chiếm tiền đặt cọc khi mua bán hàng trực tuyến. Sau khi xác nhận mua hàng, đối tượng yêu cầu nạn nhân gửi tiền đặt cọc rồi chiếm đoạt toàn bộ số tiền. Chuyển tiền làm từ thiện, lừa gửi tiền về làm từ thiện, bạn đã được hưởng 30-40%, sau đó giả làm hải quan yêu cầu đóng phí. Bẫy tình trên mạng xã hội, giả là người nước ngoài gửi tiền về, sau đó giả là nhân viên hải quan yêu cầu đóng phí mới nhận quà. Tuyển cộng tác viên bán hàng trên mạng xã hội, sàn thương mại điện tử, đặt mua hàng trên mạng, nhận tiền chiết khấu từ 1-2 lần đầu. Đến đơn hàng lớn hơn sẽ bị lừa mất tiền chuyển mua hàng. Tuyển dụng việc làm, giới thiệu việc làm hấp dẫn lương cao, chỉ cần nạp tiền tạo tài khoản để làm nhiệm vụ được giao. Sau khi nạp tiền làm nhiệm vụ sẽ có hoa hồng, số tiền nạp càng tăng thì đối tượng tìm lý do khóa tài khoản, chặn liên hệ nạn nhân. Lập sàn giao dịch ảo, gửi link thanh toán trực tuyến tham gia sàn giao dịch ảo, yêu cầu nạn nhân đặt cọc rồi chiếm đoạt. Đầu tư sinh lời, lấy lòng tin của nạn nhân để nạn nhân chuyển tiền vào số tài khoản chỉ định để đầu tư tiền. Thời gian đầu đều được lãi nhưng sau đó thì tìm lý do để chiếm đoạt tài sản. Người dân cần cảnh giác, không chuyển tiền cho bất cứ ai khi chưa biết họ là ai. Cơ quan nhà nước không làm việc qua điện thoại. Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, căn cước công dân, chứng minh nhân dân, số tài khoản, mật khẩu, mã OTP cho bất kỳ ai. Gọi điện bằng số điện thoại chính chủ hoặc gặp trực tiếp xác nhận khi có người nhắn tin mượn tiền. Bảo mật thông tin trên mạng xã hội. Bình tĩnh xác minh rõ vấn đề đang gặp để giải quyết. Tìm nguồn thông tin đáng tin cậy để hỏi. Không ứng tuyển, việc nhẹ lương cao. Lời chào mời hấp dẫn trên mạng xã hội.